Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Bế mạc kỳ thi Olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2018. Phát triển nghề nuôi cá lồng gắn với du lịch. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự. Quảng Ninh chủ trọng phòng cháy chữa cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 14 tháng 4 tại thành phố Đồng Hới, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Toán học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức bế mạc kỳ thi Olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 26 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đến dự. Kỳ thi Olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 26 với sự tham gia của gần 800 thí sinh đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng và trường trung học phổ thông chuyên trong toàn quốc. Kỳ thi là dịp để sinh viên học sinh trong cả nước thể hiện tài năng, thắp lên ngọn lửa đam mê đối với bộ môn toán học. Đây cũng là diễn đàn để các nhà toán học, nhà quản lý có cơ hội trao đổi các ý tưởng khoa học, cách tổ chức quản lý dạy và học môn toán. Kết thúc kỳ thi, ban tổ chức đã trao 67 giải vàng, 126 giải bạc, 193 giải đồng cho các học sinh sinh viên đạt giải. Đoàn thí sinh Quảng Bình đã đạt 3 giải bạc, 2 giải đồng. Dịp này, 9 thí sinh xuất sắc đã được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 40 thí sinh được nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. 7 thí sinh khối trường trung học phổ thông chuyên có thành tích cao được nhận thưởng từ Quỹ học bổng Lê Văn Thiêm. Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy vừa tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2018. Trong quý 1, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực sản xuất vụ đông xuân, triển khai có hiệu quả ngày nông thôn mới, đô thị văn minh với hơn 55.700 lượt người tham gia. Lễ hội chùa Hoàng Phúc được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc. Bên cạnh đó, huyện cũng đã tổ chức tốt lễ đón nhận 141 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và tiễn 155 công dân lên đường nhập ngũ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức buổi đối thoại với chiến sĩ mới thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 42, Trung đoàn Bộ binh 996. Sau hơn một tháng nhập ngũ, nhìn chung các chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 42 đã yên tâm gắn bó với đơn vị, tham gia đầy đủ các nội dung huấn luyện quân sự, chính trị, hậu cần kỹ thuật. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu thời gian tới, đơn vị cần chủ trong công tác huấn luyện, rèn luyện và đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho các chiến sĩ mới. Đồng thời, động viên các chiến sĩ cố gắng rèn luyện bản lĩnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, tham gia huấn luyện các khoa mục đạt kết quả tốt. Hôm qua ngày 13 tháng 4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và triển khai nghị định số 15 của chính phủ. Tham gia lớp tập huấn có 32 học viên đến từ phòng y tế, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các học viên được giới thiệu một số nội dung nghị định số 15 của chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 2 tháng 2 năm 2018. Theo đó, nghị định được xây dựng theo hướng cắt giảm thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cụ thể, doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm của mình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về công bố đó. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, công ty xăng dầu Quảng Bình là một trong những doanh nghiệp đứng đầu toàn tỉnh về số tiền nộp ngân sách nhà nước, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài sản phẩm chủ lực là xăng dầu, thì ga Petrolimex cũng là mặt hàng thiết yếu được công ty cung ứng phục vụ cho người tiêu dùng. Để giữ vững được thành tích đó, trong thời gian qua, công ty xăng dầu Quảng Bình đã tích cực chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ bán hàng với mẫu hình cửa hàng Petrolimex đẹp, văn minh, an toàn, hiệu quả. Đội ngũ bán hàng đã được chuẩn hóa theo quy chuẩn người lao động Petrolimex trách nhiệm, nhiệt huyết, lạc quan, tin cậy, chủ trong trình độ phong cách và thái độ ứng xử, đảm bảo văn minh thương mại trong giao tiếp, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, buôn lậu trên nền thương mại xăng dầu, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, lòng tin và sự tín nhiệm của đại bộ phận khách hàng trên địa bàn đối với thương hiệu Petrolimex tại địa bàn Quảng Bình ngày càng được củng cố. Trường mầm non Na Hồng đã sử dụng sản phẩm của công ty xăng dầu Quảng Bình đã 18 năm. Và qua cái quá trình sử dụng sản phẩm ga thì nhà trường nhận thấy là cái khâu chăm sóc khách hàng rất là tốt.
nhân viên kỹ thuật của công ty đã đến bảo trì bảo dưỡng để đảm bảo cái khâu an toàn khi sử dụng ga tại nhà trường và đảm bảo cho cái việc chăm sóc bữa ăn cho trẻ rất là tốt. Tôi đánh giá Petrolimex là một trong những cái đơn vị mà được đẩy mạnh về cái việc mà huấn luyện chăm sóc cái dịch vụ khách hàng tương đối tốt. Từ khi khâu mà phân phối cho đến cái khâu vận chuyển và đặc biệt là chăm sóc khách hàng. Trong cái quá trình vận hành thì chúng tôi cũng có những cái vấn đề xảy ra, nhưng mà cái vấn đề bảo trì cũng như chăm sóc đối với đơn vị rất là tốt, đảm bảo tiêu chuẩn. Hiện nay, tình trạng hàng giả, hàng nhái sản phẩm của ga Petrolimex diễn ra hết sức phức tạp. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như khẳng định về sự an toàn và chất lượng của ga Petrolimex, công ty xăng dầu Quảng Bình đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn ga Petrolimex Đà Nẵng tổ chức tuần lễ đảm bảo an toàn vì lợi ích người tiêu dùng sử dụng ga Petrolimex. Đứng trước cái tình trạng mà hàng giả, hàng nhái của cái mặt hàng ga hóa lỏng hiện tại ở trên thị trường đang diễn biến rất là phức tạp, nên cái công tác mà đảm bảo an toàn cho khách hàng là công tác được chúng tôi là sẽ tổ chức định kỳ thường xuyên hàng năm, và là song song với công tác bảo dưỡng hệ thống cung cấp ga thì chúng tôi là sẽ tổ chức tuyên truyền đến là khách hàng về cái cách nhận biết ga hàng thật, hàng giả. Và là chúng tôi là cũng có là cái tổng đài online trực tiếp để mà tiếp nhận tất cả mọi cái thông tin của khách hàng về và tư vấn khách hàng về cái sử dụng ga, cách nhận biết hàng giả hàng nhái qua cái tổng đài 1800 1251. Hiện nay tất cả các sản phẩm ga bình Petrolimex lưu hành trên thị trường đều được sử dụng tem chống giả tích hợp đồng thời ba công nghệ với ưu điểm nổi bật chống việc làm giả, làm nhái. Đây là một trong những giải pháp cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của công ty xăng dầu Quảng Bình là tuyên truyền, tư vấn cho người tiêu dùng nắm bắt được đầy đủ, cặn kẽ mọi thông tin để nhận diện đúng sản phẩm ga Petrolimex. Đây là một trong những hoạt động cần thiết để giúp người tiêu dùng sử dụng đúng sản phẩm đạt chất lượng, hạn chế tình trạng sử dụng các sản phẩm kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, góp phần đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người tiêu dùng. Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số máy 114. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Phát triển nghề nuôi cá lồng gắn với du lịch. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự Quảng Ninh chủ trọng phòng cháy chữa cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2018, thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới đã tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng, ăn uống. Theo đó, Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và triển khai đề án quản lý và chống thất thu thuế. Công văn của Cục Thuế tỉnh và kế hoạch của Chi cục Thuế thành phố về việc tăng cường quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế thành phố đã tổ chức cho các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện việc kê khai và nộp thuế cho nhà nước theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra giám sát tại các nhà hàng, khách sạn để phát hiện và xử lý kịp thời việc bán hàng không xuất hóa đơn, không chấp hành niêm yết giá bán và bán hàng theo giá đã niêm yết. Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nên trong quý 1 năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã Ba Đồn đạt hơn 62 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch tỉnh giao. Cụ thể, thuế ngoài quốc doanh đạt hơn 3,5 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 6,1 tỷ đồng, thu cấp quyền sử dụng đất gần 49 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân hơn 800 triệu đồng, thu phí và lệ phí 2,5 tỷ đồng. Thời gian tới, thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, đặc biệt là chống thất thu, triển khai kịp thời các chính sách thuế mới của nhà nước và thực hiện tốt luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, các luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã tập trung phát triển hệ thống y tế cơ sở thông qua đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, triển khai hoạt động khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chương trình y tế. Nhờ vậy nên đến nay, 88% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Theo đó, toàn tỉnh có 140 trên 159 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt 6% so với chỉ tiêu đề ra. Các địa phương đi đầu trong lĩnh vực này gồm thành phố Đồng Hới 100%, huyện Quảng Ninh 93,3%, huyện Lệ Thủy 92,8%. Thời gian tới, ngành y tế Quảng Bình sẽ tập trung kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện, cũng như duy trì kết quả đã đạt được ở các đơn vị y tế cơ sở. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, huyện Minh Hóa đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng cho các công trình dự án. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền các xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh. Hiện nay, trên địa bàn huyện Minh Hóa đang triển khai thực hiện 65 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 34 công trình chuyển tiếp và 31 công trình khởi công mới, với tổng số vốn được bố trí hơn 66,5 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân được hơn 6,2 tỷ đồng, đạt 9,36% kế hoạch vốn. Thời gian qua, huyện Bố Trạch đã tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Đây được xem là hướng đi quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người dân. Từ nguồn vốn phát triển sản xuất của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã phân bổ cho các xã nguồn vốn 2 tỷ đồng và lập phương án xây dựng mô hình với phương châm hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương. Đến nay, có 27 xã đã thẩm định phê duyệt mô hình phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, công tác sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi những diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác cũng được các địa phương chủ trong thực hiện. Nhiều mô hình sản xuất mới gắn với tiêu thụ sản phẩm cũng đang được triển khai. Trong đó, mô hình trồng dừa quýt, cà gai leo, bưởi da xanh, trồng gỗ lớn bằng keo nuôi cẩy mô, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu nhập khá. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này bà con nông dân huyện Quảng Trạch đang tích cực xuống đồng chăm sóc lúa đông xuân. Vụ đông xuân năm nay, toàn huyện gieo trồng được hơn 3.500 ha lúa. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, trong những ngày này, bà con nông dân đang tích cực ra đồng bón thúc, làm cỏ và chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý để đảm bảo tưới tiêu. Do thời tiết diễn biến bất thường nên đã có 60 ha lúa bị sâu bệnh gây hại. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các diện tích lúa bị bệnh để khoanh vùng khống chế, dập tắt, không để dịch bệnh lan ra trên diện rộng. Đến với vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên của Vương quốc Hang Động mà còn được hòa mình vào đời sống người dân bản địa và thưởng thức những món ăn dân dã đặc trưng của người dân địa phương. Trong đó, cá tầm sông Son được nhắc tới như là món đặc sản khi du khách đặt chân đến Phong Nha Kẻ Bàng. Chính nhờ sự kết hợp giữa phát triển thủy sản gắn với du lịch đã tạo điều kiện để nghề nuôi cá lồng trên sông Son ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ khi vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, thì nghề nuôi cá lồng ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch đã có nhiều khởi sắc. Với quy mô ban đầu chỉ có vài lồng nuôi, thì hiện nay toàn xã đã có gần 380 hồ nuôi cá lồng trên sông Son với gần 700 lồng nuôi các loại, trong đó chủ yếu là cá trắm. Ông Hoàng Văn Thái ở thôn Xuân Tiến là một trong những người đầu tiên ở xã Sơn Trạch áp dụng mô hình nuôi cá lồng trên sông Son. Với 4 lồng nuôi theo kiểu cuốn chiếu, mỗi năm gia đình ông Thái cung cấp cho thị trường khoảng 1 tấn cá trắm, thu lại trên 50 triệu đồng. Mấy năm đây là nuôi cá lồng là coi như là vẫn thu nhập vẫn cao, nuôi nó coi như hơn năm ruộng. Còn thứ hai thì cá coi nuôi lên mình nuôi lên nhập hàng nhà nghỉ, khách du lịch phục vụ lịch và phục vụ là coi như bán vào Đồng Hới, Lý Thủy cũng phục vụ lịch cả. Cá trắm nuôi trong lồng được thả trên sông Son nơi có nguồn nước sạch và được cho ăn các loài rong tảo rau nên chất lượng thịt rất thơm ngon. Cá trắm được các nhà hàng mua về để chế biến thành những món ăn ngon, bổ dưỡng, phục vụ người dân bản địa cũng như khách du lịch. Để quảng bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu cá trắm sông Son, đồng thời tôn vinh những người nuôi cá giỏi ở vùng di sản Phong Nha Kẻ Bàng, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sơn Trạch tổ chức hội thi cá trắm sông Son. Hội thi không chỉ thu hút người dân địa phương tham gia, mà còn là dịp để khách du lịch được trải nghiệm, hiểu thêm về nghề nuôi cá lồng trên sông Son và thưởng thức hương vị ẩm thực của mảnh đất di sản.
Trong những năm lại đây, lượng khách đến tham quan Huế Phong Nha nó tăng số lượng tương đối là đông, và khi khách đến đây thì có nhu cầu về cái dịch vụ ăn uống, và đặc biệt là cá lồng trong son là một loài cá được bà con nuôi với hoàn toàn tự nhiên 100%, là chất lượng rất là tốt và giá cả cũng phải chăng, và đây là cũng là một cái sản phẩm đặc trưng của địa phương. Khi tổ chức cái hội thi cá trống sông Son lần thứ nhất thì bà con của xã Sơn Tây đã ý thức hơn về cái sản phẩm của mình, và có như là đã có nhiều hộ tham gia và đã ngày càng đổi mới cái sản phẩm đa dạng hóa cái sản phẩm, không những cá trống mà còn nhiều loài cá đã được đưa bà con của nông dân của xã Sơn Tây đưa vào nuôi để phục vụ cho du lịch. Sự phát triển của mô hình nuôi cá lồng trên sông không chỉ tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương mà còn gia tăng sức hút về du lịch, góp phần quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Một hướng đi mới mà những người làm du lịch và chính quyền địa phương đang tính đến, đó là xây dựng mô hình nuôi cá lồng thành sản phẩm du lịch nhằm phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, khám phá của du khách, đặc biệt là khách nước ngoài khi đến với Phong Nha Kẻ Bàng. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã được chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm phối hợp thực hiện có hiệu quả. Xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn với trên 800 ha. Sau cơn bão số 10 năm 2017, nhiều diện tích rừng trong của các hộ dân bị gãy đổ. Vì vậy, công tác xử lý thực bì trước mùa khô luôn được địa phương và các chủ rừng chủ trọng thực hiện. Bên cạnh việc xây dựng các phương án cụ thể thì công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân cũng được chính quyền địa phương và hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh quan tâm. Nhờ vậy, ý thức của các chủ rừng về phòng cháy chữa cháy rừng ngày càng được nâng cao. Mùa khô tới là chúng tôi phải lên kế hoạch để phạt dọn phía ngoài mép rừng á, là chúng tôi làm đường ránh cản lửa chiều ngang khoảng 20 m và bọc quanh cái diện tích rừng trong mình. Còn giữa rừng á, thì chúng tôi tiếp tục là thuê người phạt dọn. Chúng tôi còn tổ chức bà con là canh giữ cả con đường mòn vào rừng để nhắc nhở bà con là vào rừng kiếm sống là hệ thức cẩn thận dùng lửa. Ngoài những việc ấy ra thì chúng tôi cũng thường xuyên được là hạt kiểm lâm tổ chức những cái cuộc tập huấn phòng chống cháy rừng trực gác 24/24 cùng với các đoàn là cán bộ kiểm lâm phòng chống cháy rừng để cho rừng, cho nên từ đó là tôi sống đây 23 năm nhưng chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra. Năm 28 thì chúng tôi xác định là cái điều kiện thời tiết có thể là khắc nghiệt. Chính vì thế ngay từ đầu năm đã mở cái hội nghị triển khai cái nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng, trong đó có nhiệm vụ phòng chống cháy rừng. Trước mắt thì chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền có nhiều cái hình thức, nhất trước hết là quán triệt trong toàn thể cán bộ, đồng thời là mở lớp tuyên truyền đến các vùng mà dân cư mà có rừng. Bên cạnh đó thì tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh bằng các cái nội dung các văn bản. Vấn đề thứ hai đó là triển khai song song các cái nhiệm vụ thành lập ban chỉ đạo và xây dựng các cái kế hoạch cụ thể cho từng thời điểm để tập trung làm tốt cái công tác phòng chống cháy rừng trong năm 2018. Quảng Ninh hiện quản lý trên 100.000 hecta rừng và đất lâm nghiệp. Ngay từ đầu năm, hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh đã phối hợp với các địa phương và chủ rừng tiến hành ra soát, phân vùng trọng điểm thường xảy ra cháy rừng, bố trí sắp xếp lực lượng, phương tiện phù hợp với thực tế của từng địa phương đơn vị, phối hợp với ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cháy rừng như phạt dọn thực bì, vệ sinh rừng trước mùa nắng. Việc phạt dọn thực bì của trước mùa cháy của năm 2018 là rất diễn ra rất vất vả. Ngoài cái thực bì bình thường của cả năm là còn thêm cái thực bì mà do cái bão gãy đổ nó xảy ra, cho nên là cái công tác này được là chú trọng. Chúng tôi soạn ra được một số cái nội dung để cho các thôn phát lên các thôn nói về là phạt dọn thực bì và chuẩn bị
là cho công tác phòng cháy và chữa cháy ở trong mùa khô. Và cái thứ hai nữa là triển khai cái công tác phản dọn thực bì như thế nào, tiến độ ra sao, thì cái này chúng tôi cũng được phát ra tuyên truyền trong bà con ấy. Về cả công trình chữa cháy thì trên địa bàn chúng tôi ấy, là có một cái tòa kênh kiên cố, thì tất cả tòa kênh này là đều được phạt dọn hàng năm lau chùi và hiện tại là sẵn sàng để đưa vào phục vụ bất kỳ khi nào. Và một cái bảng biểu thì chúng tôi cũng đã là tu sửa để mà phục vụ tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong năm 2018. Hiện nay huyện Quảng Ninh đã kiện toàn các ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở và các tổ đội xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, chủ động ra soát phương án, chủ động lực lượng phương tiện hậu cần sẵn sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức trực tuần tra canh lửa 24/24 giờ vào những thời điểm nắng nóng gay gắt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Phần của chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng kỳ này, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung thông tư số 26 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quy định về theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Chương 2. Nội dung phương pháp theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Điều 4. Theo dõi diễn biến diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng theo trạng thái. 1. Theo dõi diễn biến diện tích rừng. A. Rừng tự nhiên và rừng trồng. B. Rừng trên núi đất, rừng trên núi đá, rừng ngập nước, rừng trên cát. C. Rừng gỗ, rừng tre nứa, rừng hỗn giao gỗ và tre nứa, rừng hỗn giao tre nứa và gỗ, rừng cau dừa. 2. Theo dõi diễn biến đất quy hoạch phát triển rừng. A. Đất đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng. B. Đất có cây gỗ tái sinh nhưng chưa đạt tiêu chí thành rừng. C. Đất có cây bụi, thảm cỏ. D. Núi đá. D. Đất có cây nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. E. Đất khác. Điều 5. Theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng theo chủ rừng và tổ chức được giao quản lý rừng. 1. Theo dõi diễn biến diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng đối với các chủ rừng. A. Ban quản lý rừng đặc dụng. B. Ban quản lý rừng phòng hộ. C. Tổ chức kinh tế. D. Tổ chức khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo dạy nghề về lâm nghiệp. D. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. E. Đơn vị vũ trang. G. Hộ gia đình cá nhân. H. Cộng đồng dân cư. I. Tổ chức khác. 2. Theo dõi diễn biến diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng chưa giao, chưa cho thuê do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý hoặc tổ chức khác được giao quản lý rừng. Điều 6. Theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng theo mục đích sử dụng rừng. 1. Rừng và đất quy hoạch rừng đặc dụng. 2. Rừng và đất quy hoạch rừng phòng hộ. 3. Rừng và đất quy hoạch rừng sản xuất. 4. Rừng thuộc quy hoạch 3 loại rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác, nhưng chưa thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng theo quy định. Rừng được hình thành trên đất chưa sử dụng phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, tức là từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, sôi nổi, hào hứng, mang nét đặc trưng của vùng quê Minh Hóa. Đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018, du khách và bè bạn gần xa được thưởng lãm và tham gia các sự kiện. Giải vô địch bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2018, thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Minh Hóa năm 2018, lễ dâng hương tại thác Bụt, khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch, thương mại dịch vụ, hội chợ rằm truyền thống. Chương trình đêm khai hội và biểu diễn nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2018, tức là ngày 14 tháng 3 âm lịch. Hãy đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 để hiểu sâu thêm về đất và người Minh Hóa, để có được những trải nghiệm thú vị, để lưu giữ những ấn tượng đẹp, những khoảnh khắc khó quên. Hội rằm tháng 3, điểm hẹn của du khách và của tất cả chúng ta. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin gió mùa đông bắc.
Hiện nay 14 tháng 4, bộ phận không khí lạnh đã bảo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ ngày mai 15 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ ngày mai 15 tháng 4 ở Quảng Bình có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, gió chuyển hướng bắc đến đông bắc trong đất liền cấp 2, vùng ven biển cấp 3, vùng biển có gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động. Độ cao sóng 1,5 đến 2,5 mét. Từ đêm mai 15 tháng 4, vùng đồng bằng trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở vùng đồng bằng khoảng 19 đến 21 độ, vùng núi có nơi 18 đến 20 độ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực miền núi đêm mây thay đổi không mưa, ngày mai trời nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2.